Ararat thì em nó là một hoa hậu nên là anh em hiểu rồi đấy, hoa hậu thì không phải lúc nào chúng ta cũng chiều lòng với em nó đâu. Xin chào anh em, trong các số Q&A gần đây thì có hai cái vợt được anh em yêu cầu team mình làm review rất là nhiều. Cây thứ nhất là cây TGF In Hand Edition thì bên mình đã gửi tới anh em bài review chi tiết. Và cái cây còn lại đấy chính là cái cây Leaning Aonat 9000i. Và hôm nay thì sau hơn 2 tuần trải nghiệm thì mình sẽ thay mặt team mình gửi tới anh em những cái cảm nhận của team mình về cái cây 9000i này. Một trong những cây mà được coi là hoa hậu trong giới cầu lông. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay bằng một like một share. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng xem về cái màu sắc thiết kế của cái cây 9000i này. Cái cây 9000i này thì sở hữu nước sơn chủ đạo là màu đen tuyền. Và điểm nhấn trên toàn bộ cây vợt là màu vàng đồng và màu tím, nên là nó tạo nên một cây vợt có vẻ gì đó rất là huyền bí. Về nước sơn thì mình cảm giác cái cây 9000i này nước sơn nó bền hơn cái cây 9000C mà mình đã gửi tới anh em bài review cách đây vài tuần. Với cái cây 9000C thì anh em sẽ thấy là nó gặp rất nhiều cái hiện tượng đốm đen ở trên toàn bộ cái mặt vợt này. Cái cây 9000i này thì nó vẫn có những cái đốm đen đấy nhưng mà nó ít hơn rất là nhiều. Nó chỉ có thi thoảng mới có 1-2 nốt thôi. Nó sẽ không mất thẩm mỹ như cái cây 9000C mà mình đã gửi tới anh em. Mình nhắc tới cái cây 9000C trong cái bài review cây 9000i này ấy, bởi vì mình nhận thấy là cái tỷ lệ giữa mặt vợt, độ lớn mặt vợt, thân vợt cũng như là cái cán vợt nó y hệt như nhau. Và cái độ cứng của nó cũng chỉ là medium như nhau. Cái điểm khác biệt lớn nhất của cái cây 9000i này so với cây 9000C nó nằm ở hai điểm. Đấy là độ nặng đầu. Với cái cây 9000C, cái điểm nặng đầu của nó chỉ ở mức cân bằng thôi, nó khoảng 298mm. Thì cái cây 9000i này nó cực kỳ nặng đầu. Nó nặng tới tận 327mm. Nó là nặng đầu nhất thế giới hiện tại. Và cái điểm thứ hai đấy là cái trọng lượng. Nếu mà cái cây 9000C trọng lượng nó là W3, nó tương đương với 3U, nó khoảng 88-89g. Thì cái cây 9000i này nó là W5, nó tương đương với 5U. Nó rơi vào khoảng tầm từ 79-81g. Nó khác biệt rất là nhiều đúng không anh em? Anh em có thể tưởng tượng được một cây vợt mà cực kỳ nặng đầu, thân medium và trọng lượng thì rất là nhẹ nó sẽ như nào không? À quên, còn một điểm nữa mình chưa nói với anh em đấy là cái cán cầm. Cái cán cầm của cái cây 9000i này nó chỉ có một thông số duy nhất, đấy là S1. Nó sẽ tương đương với cán G6 của các hãng khác như kiểu Yonex hay là Victor. Nhưng mà nếu mà là cán G6 của Yonex hay hãng khác ấy, thì mình cảm giác nó hơi tròn. Mình cực kỳ thích cán bé nhưng mà với các cây vợt Yonex của mình ấy, mình không thể đánh cái cán G6 bởi vì cái cán G6 thì nó bé thật nhưng cảm giác nó hơi tròn. Khi mà anh em quấn thêm một cái lớp quấn cán ra ngoài nó khá là tròn. Nó không có điểm G, điểm tì để anh em tì tay như này. Nên là mình hay dùng cái quấn cái cán G5 và mình bóc cốt đi để mình sử dụng. Nhưng mà cái cây Leaning 9000i này thì cái cán mình cảm giác cái điểm tì của nó rất là tốt. Anh em quấn cán vào nó cũng không bị nó tròn quá đâu. Cái vợt mình trải nghiệm ấy là có hai giai đoạn mình căng cước. Cái lần căng đầu tiên thì mình căng cước 66 cm, muốn tăng cái trải nghiệm lên. Nhưng mà mấy anh em ở sân mình nó vã kinh quá nên là được có mấy bữa nó đứt hết, nó đứt mất cước. Thành ra là mình phải căng lại lần hai, mình chỉ căng cước 65 ti thôi, mức căng là 12 kg. Và nó còn đến bây giờ. Cái cảm nhận đầu tiên của anh em mình khi cầm vào cây vợt này đấy là nó nặng đầu vãi cả nhà anh em ạ. Anh em có thể tưởng tượng được một cây vợt mà điểm nặng đầu là 327, mặt vợt thì rất là lớn, nó tăng cái độ nặng đầu lên. Cái thân vợt thì nó chỉ là mức medium, cộng thêm với cái cán vợt nó cực kỳ bé nữa, thì anh em sẽ hiểu được là cái cảm giác cầm nó như nào. Lúc nào nó cũng chúc cái mặt vợt xuống luôn ấy. Đấy là mình còn chế thêm cái quấn ở đít vợt để nó giảm cái độ nặng đầu đi. Mình không hiểu là nếu mà anh em nào mà còn có thói quen bóc cốt nữa thì không biết cây này nó sẽ cầm nó sẽ như thế nào. Với những cái cú đầu tiên là những cú phông ấy thì anh em mình khá là thích thú. Thích thú thực sự luôn ấy, bởi vì cái cây này cái độ nặng đầu nó rất là lớn, thân nó vừa phải, cái cán cầm thì nó bé. Nên là chỉ dùng một chút lực thôi là cầu nó đi tới cuối sân và nó rất đúng theo ý của mình luôn. Đấy là những pha cầu bình thường. Còn nếu mà anh em nào mà khi mà bị dồn mà thấy khó hay là muốn tăng tốc với cú phông lên ấy, anh em mà dùng nhiều lực hơn ấy, thì mình cảm nhận là cái mặt vợt này
cái thân vượt nó hơi rung một chút, cảm giác như nó chưa đủ độ cứng, nó hơi rung một chút. Và với những anh em nào mà thể lực không được tốt ấy, mà dùng cổ tay nhiều, thì nếu mà phông 1-2 quả thì không vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu anh em mà bị dồn phông trong anh đơn ấy, khoảng phông khoảng 6-7 quả ấy, thì anh em cảm giác rõ là cái cổ tay của mình nó rất là mỏi. Đấy là những cú phông. Còn một cái điểm mà mình rất thích ở cái cây 9000 y này, đấy là những cú chém cầu ở trên mặt lưới. Anh em đứng từ cuối sân mà anh em chém quả cầu trên mặt lưới thì cảm giác cầu rất là tốt, cầu đi siết và nó đi rất theo ý mình. Nhất là anh em nào mà đánh đơn mà hay dùng quả đập mổ cổ tay ở hai bên góc lưới ấy, thì mình cảm giác cái cây vợt này nó đi nó tốc độ cầu cao và chính xác, độ chính xác của nó rất là cao. Đấy là cái điểm mình rất thích ở cái cây 9000 y này. Tiếp đến là những cú tấn công. Phải nói là cái cây 9000 y nó sở hữu thông số của một hoa hậu trong cầu lông luôn đấy. Cái điểm cân bằng thì cao chót vót, mặt vợt lớn nhưng mà thân vợt này hơi mềm một chút, nên là mình không đánh giá cao những cái cú tấn công tốc độ cao của cái cây này. Nếu mà anh em mà muốn đập càng nặng, anh em mà ấn càng nhiều lực thì cảm giác như là cầu nó đi không được, tốc độ không được cao, và đôi khi cảm giác nó bị rung và nó không được đi theo ý mình ấy. Cái điểm cộng ở những cú tấn công của cái cây 9000 y này là những cú đập mổ, đập tỉa, những cú mà anh em tấn công nhanh hay là anh em mà đập điểm, dứt điểm một cách mà gọi là tinh tế ấy, thì cái cây vợt này nó tỏ ra rất là chính xác. Còn khi mà anh em mà càng dùng nhiều lực, anh em muốn ấn của cầu nó đi tốc độ cao mà muốn đập phát ăn ngay ấy, thì cái cây này mình thấy nó làm chưa được tốt. Cái khả năng trên lưới và tỉ đè của cây này thì mình cũng không đánh giá nó cao lắm. Bởi vì cái mặt vợt của nó thì rộng mà nó rất là nặng đầu, cộng với thân nó hơi mềm một chút, nên là nhiều tình huống anh em cảm giác như là cầu nó không được thật tay, nó không được chắc tay. Nhất là những tình huống mà tốc độ cao ấy, anh em mà muốn đẩy cầu, ấn cầu ở trên mặt lưới thì cảm giác như xoay sở nó chậm hơn khá là nhiều. Nó không có sự linh hoạt giống như các cây vợt khác mà anh em đang sử dụng đâu. Thế nên anh em phải cân nhắc, nếu mà anh em nào mà thích đánh trên lưới, mà thích vồ cầu tốc độ cao ở trên lưới thì cây này nó sẽ không thích hợp lắm. Ở khả năng phòng thủ phản tạt của cây 9000 y này thì mình đánh giá nó cũng không được cao. Anh em hiểu rồi đấy, là một cây vợt rất nặng đầu, thiên tấn công, thì khả năng phòng thủ của nó thì nó cũng không thể ok 9/10 hay 10/10 được. Những cú mà đối phương mà đập tốc độ vừa phải hoặc đập 1-2 quả anh em có thể thủ bung được. Nhưng mà khi mà đối phương mà đập đến 4-5 quả ấy, nhiều hơn ấy, thì anh em sẽ cảm giác như cầu nó bị non dần, nó non dần. Và anh em sẽ không biết lúc nào mình sẽ trở thành chuyền hai Đặng Thị Hồng đâu. Và một điểm mình nhận thấy là cái cây vợt này khi mà anh em mà thủ lâu ấy, thì cảm giác mỏi cổ tay rất là nhanh. Cộng thêm đó là cái mặt vợt ấy, nó sẽ cảm giác nó hơi rung một chút. Cái khả năng phản tạt của cây này thì mình đánh giá nó không được cao. Anh em biết rồi đấy, nó cực kỳ nặng đầu và cái thân vợt thì nó mềm, nó quá bất lợi cho những cú phản tạt tốc độ cao. Anh em mà càng dùng nhiều lực, anh em tạt thì cảm giác như cầu nó bành lên, nó đi tốc độ không được cao, mà chúng ta bị mất sức rất là nhiều. Nên là anh em mà làm thích phản tạt thì mình nghĩ là không nên chọn cái cây 9000 y này. Với những cú trái tay thì nó cũng khá là ổn. Nếu mà những cú trái tay cao sâu cuối sân ấy, thì anh em mà dùng cổ tay sẽ rất là ok. Còn nếu anh em mà dùng nhiều lực, mà dùng cả cánh tay thì cảm giác như nó sẽ hơi đuối hơn một chút. Cái cây 9000 y này ấy, cái khả năng trái tay của nó rất là tốt ở những cái tình huống mà anh em ve cắt nhỏ trên lưới, cầu đi tốc độ chậm và anh em điều khiển cái tốc độ đường cầu ấy, thì cảm giác như cái cây vợt này nó tỏ ra chính xác rất là cao. Cái cuối cùng đấy chính là về cái độ bền. Nếu như một cây một của một hãng khác mà 5U thì mình khẳng định là anh em sẽ rất ái ngại về cái độ bền của nó. Nhưng mà với Li Ninh ấy thì 3U hay 5U nó sẽ như nhau. Cái cây 9000 này mức căng của nó tới tận 32 pound, nó tương đương với 14 kg, nên anh em hoàn toàn thể yên tâm. Mình chưa nhận được phản hồi của anh em nào về hiện tượng sụt khung hay lún khung của cây này. Có cái lỗ airstream anh em lưu ý một chút là nếu mà căng cao quá thì đừng kéo trực tiếp vào cái lỗ thoát khí này thôi.
Vậy thì cái cây 9000i này nó sẽ dành cho ai? Sau một thời gian trải nghiệm ấy thì mình có thể nhận thấy là đây là cây vợt không dành cho số đông. Mặc dù trọng lượng của nó là 5U nhưng mà thực tế anh em cầm ấy, anh em sẽ cảm nhận được nó sẽ ở mức 4U ấy, nó sẽ không thể 5U được đâu. Nó cảm giác khá là đầm. Bởi vì ngoài cái trọng lượng của nó ra thì cái độ cứng của nó ấy, nó chỉ nằm ở mức vừa phải, medium. Anh em hiểu được là cái cây vợt nó càng cứng ấy, thì anh em cầm cảm giác nó càng nhẹ. Giống như mấy cây Z-Try, Z-Speed anh em cầm vào 3U cảm giác rất là thích. Nhưng mà khi vào sân anh em sẽ không thể đẩy được lực nó ra, bởi vì thân nó quá là cứng. Nên là cái cây 9000i này nó sẽ dành cho anh em ở mức chơi từ trung bình khá là có thể chơi được. Nhưng mà thực sự mà để chơi ngon được ấy, thì nó phải từ khá trở lên. Và nó thích hợp nhất là với anh em đánh đôi, đánh ở nửa sau cuối sân, thích điều cầu, rồi những cú tấn công nhanh hay là những cú đập mổ đập tỉa để dứt điểm ấy, thì nó rất là tốt. Còn mà anh em nào mà thuộc hệ mà jump smash ấy, thì mình nghĩ cây này nó không phù hợp lắm. Bởi vì tốc độ cao thì cái mặt vợt nó khá là rung, và càng rung nhiều lực thì cái đường cầu đi nó không được nhanh. Cây này thì anh em đánh đơn cũng rất là ok nhé. Vì là ở sân mình có bạn Duy và bạn Bảo, hai bạn ấy đánh đơn, chuyên đánh đơn, hai bạn dùng cây này, hai bạn bỏ đánh rất là ok, phong rất là tốt, chém thì cầu thì rất là sắc và chính xác, cũng như cú tấn công nhanh ấy thì rất là tốt, nên là cây này hoàn toàn dùng có thể đánh đơn được. Aronat 9i em nó là một hoa hậu, nên là anh em hiểu rồi đấy, hoa hậu thì không phải lúc nào chúng ta cũng chiều lòng là em nó đâu. Đôi khi em nó đồng đảnh cần chúng ta phải tinh tế, phải tình cảm một chút, nhưng mà nhiều khi anh em chúng ta không thể đủ kiên nhẫn được như thế đâu. Nên là với những cái tình huống mà ở tốc độ chậm vừa phải thì cái cây 9i nó tỏ ra rất là xuất sắc. Còn khi mà đẩy tốc độ cao lên thì mình cảm giác cây vợt nó hơi rung. Cả những cú phông hay là những cú tấn công rồi những cú phòng thủ thì mình cảm giác được là cái độ cứng của cái thân vợt này nó không đủ tốt, nên là nó sẽ hơi rung một chút. Giá như mà Li-Ning làm cái đũa vợt này nó cứng hơn một chút thì mình nghĩ cây này sẽ đánh ok hơn rất là nhiều. Đó là toàn bộ những cái cảm nhận của team mình sau hơn 2 tuần trải nghiệm. Nếu mà anh em có ý kiến gì thì đừng ngại để lại bình luận ở phía bên dưới. Video này thì mình xin dừng lại ở đây. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một share. Nếu mà là lần đầu tiên vào kênh PT Shop thì hãy bấm nút đăng ký kênh và hãy bấm vào chiếc chuông cho tất cả, để không bỏ lỡ bất kỳ cái video mới nào bên mình up lên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.